Hôm nay sẽ ông giảng cái triết lý Kinh Thánh nó nghiêm. Tất cả sự vật đều là pháp giới. Nó trùng trùng duyên khởi. Thế nào là pháp giới mà trùng trùng duyên khởi? Mọi sự vật hiện ra, các vật, các sự đối đãi hiện ra đều là sự vật. Khi chúng ta đem cái thân người đối đãi với người ngoại cảnh, thì ngoại cảnh đều hiện ra trong cái đối đãi của thân người. Cũng như trùng trùng duyên khởi, cũng như hôm mình tạo ra một cái pháp giới để mình vui trong đó, là nó trùng trùng duyên khởi, nó kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nó trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà khi chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta dùng cái pháp giới nào, lập ra cái pháp giới nào, mục đích để làm gì, mục đích nó có ích lợi gì, mục đích nó thành tựu cái gì, là chúng ta phải hiểu. Chứ không phải dùng cái pháp giới để tạo nghiệp. Một con người trên trần gian này, khi cái tâm hiện ra, nó các pháp giới là tạo ra những cái cảnh giới mà mình đang sống. Cũng như ở tại đây, xong có cái ý tạo ra một cái pháp giới, cái ngũ thừa Phật giáo. Mục đích để làm gì, ích lợi gì, và thành công gì. Là cái người nó trùng trùng duyên khởi, là nó đi tiếp mãi. Đó. Như bữa nay là riết từ Ấn Độ qua để dạy yoga, là một cái bước thứ hai của cái viện nghiên cứu trùng trùng duyên khởi. Rồi xong rồi một cái pháp giới Kriya Yoga, Shishima Yoga, bước qua một bước thứ ba nữa. Rồi một cái pháp giới Chakra nữa. Nhưng mà mình lập ra cái pháp giới mục đích để làm gì, ích lợi gì, nó trùng trùng duyên khởi mà nó thành công cái gì. Mình đi một cái nẻo đường trí tuệ, hay là đi bằng trí thức, hay là đi bằng gian xảo, hay là đi bằng cái lợi cá nhân. Cái này nó dễ lắm. Bởi vậy trong cái tài liệu mà Đức Phật nói, khi nào người nào có cái tâm thanh tịnh, có cái chân tâm và diệu tâm, đi đến đâu thì chỗ đó là tất địa đến đó. Tại sao nói câu này? Là bởi vì đi về trí tuệ thì cái vùng đó là làm tất địa, là làm lợi lạc cho cộng đồng. Cũng như qua xong giảng cái Kinh Đại Nhật, Đức Phật dạy, khi chúng ta đạt vào cái chân tâm, ứng dụng được cái diệu tâm, chúng ta đến cái chỗ nào thì chỗ đó là mandala, tất địa chỗ đó. Vì chỗ đó thì khi có người mà đạt được cái đó rồi, đi lên đó rồi, thì cái uy tín nó có. Chỗ nào nó cũng thành công cho cộng đồng hết, chỗ nào cũng vậy hết. Bởi vì một cái pháp giới lập ra như vậy, các con sẽ ngắm nhìn cái pháp giới của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, bắt đầu ngày nay, ngày mai là sắp tới, rồi qua Tết nó đi về cái hướng nào. Nó bước qua một bước, trong một năm qua nó sẽ bước đi là một bước nào. Rồi qua năm tới nó sẽ đi một bước nào, qua năm nữa nó sẽ đi một bước nào. Đó là một cái lộ trình của một con người, mà phải cứ nói là trùng trùng duyên khởi là vậy. Nhưng mà duyên khởi nó làm sao? Nó mang năm bước đi, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, nó làm cho cộng đồng được lợi ích, cái chỗ đó mới có giá trị kiếp người. Cái thân này không khó khăn, khó khăn cái tâm của chúng ta không có nhẫn nhục, không có hy sinh và không có chân thật được, nó mới vậy. Tại sao người giác ngộ không đối đãi nữa? Người ta không còn phương tiện đối đãi nữa, là trực nhận luôn
trực chỉ luôn, chỉ thẳng luôn, khai thị luôn, dạy luôn, đó là người ta không sợ. Tại sao? Vì người ta là người giác ngộ, đã có quá nhiều trải nghiệm ứng dụng trong cuộc sống và đời tu của họ rồi. Họ không còn đối đãi nữa. Không. Bởi vì đến lúc lộ này là không còn đối đãi nữa. Bởi vì qua một quá trình thời gian quá dài cho một kiếp người đó, có một người thành tựu giả đó, người ta không còn đối đãi nữa. Người ta, bởi vì ta phải đi thẳng vô vấn đề. Bởi vậy, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, dạy các đệ tử dạy thẳng vô vấn đề luôn rồi Ngài nhập Niết Bàn, chứ Ngài không còn phương tiện nữa. Mà mình chấp cái mũi ban đầu với mũi chót thì sai. Bởi vì tại sao ở đây dùng hai cái từ trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, đốn ngộ bậc thừa ở đây? Tại sao muôn thu nghìn điển mà ở đây chọn lại có 5-6 bộ kinh để dạy các con thôi, không còn đối đãi nữa, không còn nữa. Nhưng mà cái lộ trình điều thân điều tức nó rõ ràng, nó xong rồi, trong từ đây tới tháng giêng nó xong rồi thì bắt đầu điều tâm, điều tức bằng Kriya Yoga, Sishama Yoga, Chakra Yoga, thì đó bước qua một bước nữa. Nên nó không còn đối đãi nữa. Mà đối đãi hoài thì không kết quả được. Tại sao người ta chấp nhận xuống thấp? Vì người ta muốn huấn luyện cái tâm rộng lớn, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng cho đệ tử. Khi người ta xuống thấp, người ta nhìn thấy tất cả trên cao dưới thấp, người ta bắt buộc phải triển khai cái đó để giáo hóa người chưa tỉnh giác được. Đó. Bởi vì không còn đối đãi, người ta đi thẳng vô để người ta tìm, người ta thấy được cái người học trò đó đang kẹt cái gì, dạy nên dạy hay không nên dạy, người ta dùng để người ta. Ở đây không còn đối đãi là cái từ bi, và cái từ bi là nói là từ bi này kia, không còn. Tại vì đi thẳng vào cái chân thật và tình thương thôi, không còn đối đãi nữa. Mà mình đi học mà mình chấp nhận cái đó được thì mình thành công, không chấp nhận thì mình nói là người đó khó hay là dễ gì kia là mình đáng chịu. Bởi vì người ta không cần phương tiện nữa mà. Đối đãi đây là vừa lòng người này, vừa lòng người kia, vừa lòng người nọ. Không còn thời gian nữa, dẹp hết. Tại vì cái tâm ích kỷ mới cần đối đãi. Không cần đối đãi. Đã đi về bằng chân thật và tình thương, không cần đối đãi nữa. Bởi vậy, người ta bắt buộc phải triển khai cái đó để giáo hóa người, cho họ được cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác giác ngộ ở trong tàng thức dấy nghiệp lên. Bây giờ sau khi đã kinh điển đã chứng minh cái pháp giới đây là pháp giới gì, là chứng minh rồi. Mà người thầy dạy đó, người thầy dạy cái gì, có xứng đáng ở đây không là khác. Bởi vậy tại sao cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni là hơn 60 năm tu tập mà truyền đạt có một ngày ca diếp thôi? Vì đến cái rốt ráo, đến cái trực chỉ rồi thì những người học trò theo không được. Khi con người cái tâm quá nhỏ hẹp, không sống cho cộng đồng, nếu chúng ta đang ở đây nhưng chúng ta vẫn còn cái tâm nhỏ hẹp,
chỉ xem ở đây là những cái công ty chứ không phải là nhà của mình, không phải là nơi mình nương tựa để mình học hỏi và đào tạo cho chính mình. Không được. Cái công ty là cái phương tiện để cho mình sống thôi, chứ còn cái mục đích nó khác. Bởi vậy Song từng tuyên bố công ty Song Ngọc Linh Ngôi Lan Thanh Quang là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh của Song. Hồi đầu tiên đầu năm mới lập lên thì là lo cái mô đồ nhiều, bây giờ là cái thời gian không cần thiết nữa. Bởi vì tại sao? Thời gian ở đây Sơn có cái nhìn sâu vô để chọn người, để chọn người trao truyền cái cuộc đời tu tập của mình hơn 45 năm. Chứ không phải có mặt trần gian này để đi làm giàu. Sai. Tất cả chúng ta phải luyện cái tâm rộng lớn, đừng dùng mưu mẹo thủ đoạn luồn lách, thì chúng ta không mở được cái tâm được. Không thể được. Đó. Tới cái đoạn mà mời thằng Rít qua tập đi, xong giao cho con Na. Nhưng bên ngoài và bên trong Song đang theo dõi. Mình phải nhận biết được tất cả sự vật đều do cái pháp giới, cái tánh duyên khởi như quyển, không có tự tánh thì thân cũng là cái pháp giới tánh. Cái thân này cũng là giả hộp, nhưng chỉ có cái chân tâm mình mượn cái giả này để mình luyện cái chân thật của chính mình. Đó. Mình thấy nó giả mà mình có chạy theo nó không? Mình thấy nó có giả mà mình ham muốn nó không? Là khác. Để nhìn thấy cái giả, nhìn thấy con người tại đây, nó đang cần cái gì? Nó đang đóng góp với cái gì cho cộng đồng? Hai là cái tâm nó quá ích kỷ, nó chỉ lợi cái bản thân nó thôi. Không được. Nó phải ra khỏi chỗ này ngay. Mình mượn cái giả để mình đi vào cái chân thật. Tại sao mình dùng cái tâm nhỏ hẹp, mình phải mở cái tâm rộng lớn ra, cái tướng rộng lớn ra để làm lợi lạc cho mọi người. Hãy nhìn vào đó để sửa cái tâm mình. Có phải cái tâm mình quá nhỏ hẹp không? Khi cái tâm rộng lớn nó như biển cả, trong khi chúng ta giữ cái tâm mình như cái đường mương vậy, thì chỉ có khai thác dòng nước hôi thối mà thôi. Con thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy cho hàng đệ tử vậy đó. Cái tâm mình rộng lớn như biển cả, còn cái tâm nhỏ hẹp như cái đường mương, mà những cái dòng nước hôi thối mà thôi. Tại sao? Cái tâm rộng lớn thì có cả trăm cả ngàn con người, còn cái tâm nhỏ hẹp thì có vợ chồng con cái chút đỉnh vậy thôi, cha mẹ vậy thôi. Tối ngày mình lẫn quẩn với ba cái đó thôi, rốt cuộc cũng không đi về đâu được. Rồi chết, cái quán kết và cái nghiệp thức nó tạo thành, nó kéo đi. Các con thấy như hồi hôm xong hưởng cái gì? Hưởng một hai miếng bắp thôi, mà ngồi đó một hai tiếng đồng hồ rồi đi về ngủ, xong đâu có hưởng gì. Nhưng cái đó là giả,
phải nhìn rõ lại coi. Một hai miếng bắp thôi, rồi đi về ngủ. Nhưng mà sống hòa đồng, sống cái tình thương với các con, chứ sống đâu có ăn uống gì đâu. Bây giờ chúng ta học triết lý Buddha, chúng ta tự hỏi tại sao Ngài có cái tâm rộng lớn như vậy, cái tâm mình nhỏ hẹp thì làm sao đi con đường của Ngài nổi. Tại sao Ngài là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn, gia đình giàu có mà trải qua 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi khất thực. Mục đích để làm gì? Để Ngài luyện cái tâm rộng lớn, cái tư tưởng của Ngài cách đây 2557 năm vẫn còn tồn tại, được cộng đồng công nhận. Có ai công nhận một vị vua nào cách đây 2557 năm hay không? Không bao giờ có. Ngài đâu có dùng cái gì? Ngài đâu có dùng võ thuật, Ngài đâu có dùng trí thức, mà Ngài dùng cái chân tâm thanh tịnh và cái trí tuệ của chính mình để lại cho trần gian mày. Cách đây 2557 năm mà vẫn tồn tại cho cộng đồng, cho nhân loại, thì mình biết cái giá trị đó như thế nào. Tiền tài vật chất hiện tại còn tồn tại hay không? Có giá trị hay không? Mình tự hiểu. Gần 26.000 năm nay mà cũng vẫn còn tồn tại được, nhân loại công nhận được. Nhìn ra lộ trình của Ngài, mình phải noi theo chính mình là học. Theo mình ở đây để làm gì? Nếu chỉ có miếng ăn, chỉ có cái mặt, nghe giảng cái chân lý mà không tư duy và không ứng dụng thì cuộc đời vô nghĩa không? Mình phải sống cách nào? Những ngày thành lập, luyện ở đây mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình, để khi rời khỏi đây mình có một cái tâm lực, trí lực và ứng dụng vào cuộc sống sau này. Ngài đi một con đường nào? Ngài để lại cho chúng ta hiện tại cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha ra cái gì? Chúng ta phải tư duy lại, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ lại. Đừng có cái tâm chạy theo quá, đừng cái tâm ham muốn quá. Tại sao ở đây mở cái tâm rộng lớn như vậy? Các cư sĩ còn trẻ tuổi, chưa có điều thân điều tức xong mà đã dạy học triết lý Buddha và tập giảng triết lý Buddha rồi. Tại sao cái viện nghiên cứu này mở cái tâm rộng lớn như vậy mà các con ở đây không đón nhận và không mở cái tâm rộng lớn gì để mà đi tiếp? Ở đây người ta mở cho mình cái pháp giới, cái tâm rộng lớn, thì mình cũng phải đón nhận bằng cái tâm rộng lớn chứ. Còn mình mở cái tâm quá nhỏ hẹp, ích lợi cho mình, không nghĩ tới cộng đồng thì không được. Nó lòi ra là người ta phải hất ra. Nó không phù hợp với môi trường, phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với con người tại đây thì mình phải đi. Đó. Để cho thấy cái việc này nó là như vậy. Bởi vậy, cái lộ trình của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam có 3 bước: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Chúng ta phải hành cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì mới có uy tín. Nếu mình mở được cái tâm rộng lớn ra, tám thức trong con người chuyển được thành ngũ trí Như Lai, thiền tông chỉ có tứ trí mà họ không có nhập thế, không ứng dụng vào đời, nên họ chỉ có tứ trí, thiếu pháp giới trí. Mật tông thì đang ứng dụng tại đây là
pháp giới đi. Đó. Đâu phải người ta cần mình, nhưng vì cái tâm người ta rộng lớn, để người ta truyền đạt lại cho cuộc đời của mình, qua trải nghiệm người ta ứng dụng thành công. Người ta đâu có lấy tiền. Nhiều đó để mình thấy được sự việc. Khi mình chuyển được cái tâm mình rộng lớn, chuyển được cái ngũ trí Như Lai, đó là cái pháp giới trí chúng ta phải đi vào đời để diệu dụng trí tuệ này. Trước nhất là chúng ta thành công cái diệu tâm, rồi mới tới cộng đồng hạnh phúc. Chúng ta là con người, đâu phải là người xuất gia. Nếu cái tâm nhỏ hẹp tại đây thì không bao giờ giải được. Cái tâm rộng lớn nó phá hết tất cả các tướng, nó phá hết tất cả nghi thức. Nó chỉ chọn cái tâm rộng lớn thôi. Các con mới được ngồi đây. Đâu có cần các con. Rồi chúng ta giả dối, xảo trá, lừa đảo. Có đôi khi hưởng thụ thì chúng ta sẽ tạo nghiệp, không khai mở được cái chân tâm. Đức Phật dạy, chỗ nào có cái tâm thanh tịnh, có cái chân tâm diệu diệu tâm, chỗ đó là tất địa. Mà đất nước này 40 người này thành trụ được thì 40 tất địa, Nam Trung Bắc rải khắp nơi thì chỗ đó mới thành công. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của pháp giới trí, pháp giới tánh hai là ngộ được chân tâm, thì mặc tình ứng dụng trí tuệ, trí thức bị kẹt trong pháp giới trí này, bị pháp giới trói buộc, trong khi chân tâm tự tại thì không có nghiệp nào trói buộc được. Nếu chúng ta ứng dụng được chân tâm thì không gây quán kết tạo nghiệp, không bị nghiệp ràng buộc, tài sản cũng không trói buộc được, được vì một vị thầy đã bỏ hết tất cả sẽ đi phục vụ cho cộng đồng. Các con thấy chưa? Nó do cái tâm của mình. Đừng trách. Nếu chúng ta mở được cái tâm rộng lớn vào được cái chân như, nên phá được cái ranh giới giữa vọng tâm và chân tâm. Con người có cái tâm quá nhỏ hẹp, không có cái tâm rộng lớn thì không có cái trí rộng lớn. Không có cái trí rộng lớn thì làm sao được cái đức rộng lớn được. Không có đức rộng lớn thì làm sao có cộng đồng rộng lớn. Không có cộng đồng rộng lớn thì làm sao có phương tiện rộng lớn. Không có phương tiện rộng lớn thì làm sao có sự uy tín rộng lớn. Mà làm sao có hạnh phúc rộng lớn được. Nếu mình không có được cái phương tiện, mình dùng cái xảo trá để mình bảo vệ cái cuộc sống mình và gia đình mình, không có phương tiện, tại vì mình chưa có trí tuệ, tại vì mình chưa có chân tâm, chưa có diệu tâm được, mà mình đi ra đời mà mình dùng cái trí thức thì không bằng người ta. Vì đời nó gian xảo, đời nó quá trọng nghiệp, nó quá đi. Mình không có trí tuệ thì không bằng người ta. Mà không bằng người ta thì muốn sống chạy theo người ta thì phải dùng gian xảo, tạo cái quán kết, tạo cái nghiệp lực của chính mình. Cuộc sống này chúng ta phải dùng được cái tâm chân thật, và tình thương từ tâm chân thật mới hiện ra được cái tình thương chân thật. Từ đó các pháp danh tướng sẽ không còn bị kẹt nữa. Đó. Nó là một cái cuộc đời chúng ta phải chân thật như tình thương
hình tướng trong gương như ánh trăng dưới nước, bậc đại trí lặng lẽ. Nếu biết như vậy, do trí tuệ mà khởi lòng từ bi, thì đây mới thật là những được cái nguồn tâm chân ngã đồng mật thể. Không có chúng sanh được độ mà cũng không có những người được độ. Các con muốn đời và đạo song hành thì phải, thì phải gì? Phải cần được một cái tâm rộng lớn làm cho mới ứng dụng được. Còn cái tâm nhỏ hẹp thì không ứng dụng được, chúng ta sẽ đi sẽ thất bại cho cuộc đời. Thường xã hội là con chim một cánh, có đời nhưng chưa có hiểu đạo. Nếu có đạo thì chưa hiểu đời. Kính phục chúng ta là con chim hai cánh, chúng ta phải có cái tâm rộng lớn, cái tâm hy sinh nhẫn nhục, cái tâm siêng năng mới có con chim hai cánh mới được. Hôm nay xong triển khai kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngày mai xong không có giảng nữa để tập. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Tại sao ở đây đi một hôm tạo ra một cái pháp giới vui chơi như vậy? Cái viện nghiên cứu và công ty Sâm Ngọc Linh có lợi gì không? Vì sao? Vì sống bằng cái tình thương mới ngồi đó vậy. Vì cái tình thương. Ví dụ một bác sĩ chữa bệnh nhận lấy tiền của mình hay không? Thật ra không có bệnh nhân, bác sĩ làm gì được, làm gì được cái sự trải nghiệm, làm gì được thành công được. Như sông đây 80 tuổi vẫn còn thức khuya soạn bài giảng triết lý Buddha cho các con. Các con có hiểu không? Khi cái tâm rộng lớn thì cái chân tâm hiện ra, từ đó mình ứng dụng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì mới hiện bài cái căn bản trí và ứng dụng được cái sai biệt trí vào trong mọi hoàn cảnh để thành công. Người không hiểu được thì uổng phí cho cuộc đời, không mang lại lợi ích cho bản thân và cho cộng đồng. Bây giờ chúng ta tìm cái hạnh phúc an lạc ở nơi đâu? Người nữ tìm nơi ở người chồng, người nam tìm nơi ở người vợ. Nếu như vậy cuộc đời không biết đi về đâu an lạc hạnh phúc. Là khi cộng đồng công nhận, có uy tín với cộng đồng. Muốn có uy tín với cộng đồng thì phải có cái tình thương cộng đồng. Muốn có tình thương thì phải cái tâm rộng lớn với cộng đồng. Mà muốn có cái tâm rộng lớn với cộng đồng thì phải sử dụng cái hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Đó, cái chỗ đó là quan trọng cho một kiếp người của chúng ta. Nếu người đàn ông tìm hạnh phúc an lạc ở người nữ thì Ngài Buddha đã không bỏ vợ con, cung vàng, điện ngọc để ra đi. Nó do cái ham muốn vô minh của chúng ta nên hiện ra. Cái gương của Ngài Buddha để lại cho nhân loại chúng ta phải nhìn vào đó, học một cách mở cái tâm rộng lớn ra mà ứng dụng cho cuộc đời của chính mình. Hôm nay cái tài liệu này xong giảng tới đây, xong ngưng lại để cho các con biết cái cuộc đời này nó phải như vậy. Các con thấy không? Cái buổi vui ngày đêm ngày qua là chướng ngại với sông, mà sông cũng vượt qua. Cái tuổi già 80 tuổi rồi, lạnh lẽo ngồi giữa ngoài trời mà sông cũng vượt qua được. Vì sao? Vì cái tâm chân thật và tình thương với các con.
trong bản thân mệt mỏi rồi, cả ngày rồi mà cũng ngồi đó giữa trời im lặng để nhìn các con vui chơi, đó là chấp nhận để vượt qua cái cơ thể của mình, để đồng hòa đồng với cái tình thương đó, không có phân biệt và chấp. Đâu có ông già 80 tuổi, một viện trưởng nhưng mà ngồi ở giữa sương tuyết như vậy, gió lạnh như vậy. Đâu có ai bắt buộc được ông ngồi vậy. Nhưng mà vì cái tình chân thật và tình thương đó mà Ngài phải chịu. Đó là hôm nay ông chứng minh bằng cái đó cho các con thấy. Mình chịu khổ một chút, một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà gần hơn 40 đứa nhỏ nó vui, thì đem cái vui lại cho nó cũng là đúng rồi. Đó để chứng minh cho cái tâm chân thật và tình thương, mấy con mới thấy rõ. Cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là cái chỗ đó. Để cho các con thấy, ứng dụng từ cái chuyện nhỏ đó mà cũng phải ứng dụng. Đừng nói tới chuyện lớn. Chuyện nhỏ đó làm được, chuyện lớn mới làm được. Còn cái chuyện nhỏ đó làm không được thì cái chuyện lớn làm cũng không được. Đó. Để cho các con thấy một cái pháp giới do người thầy, do người dạy dỗ, cái tâm như thế nào người học trò mà học được.